Đây là stats về số lần giữ sạch lưới nhiều nhất cả EPL từ mùa giải này, cho đến bây giờ, từ đầu mùa giải David Ayer đứng đầu tiên 14, Nick Pope 13, Aaron Ramsdale 12, Alisson 11, rồi chúng ta đi xuống, đúng không? Hmm. David Ayer là giữ sạch lưới nhiều nhất, hoàn toàn đồng tình Hoàn toàn đồng tình Và tôi cảm thấy là Phần lớn những cái lần giữ sạch lưới này này là do De Gea bắt rất là tốt, phản xạ rất là tốt Ok Phản xạ rất rất tốt Và chúng ta phải ghi nhận điều này Chúng ta phải ghi nhận Cái điểm mạnh của De Gea là gì Và cái này thì tôi không thể nào chối bỏ được Cái khả năng phản xạ Và short stopping của David De Gea là world class Cái này ạ à, Tất cả fan màu ai cũng có thể công nhận Ok chả có ai ở đây ấy, ngồi đây rồi bảo tôi không nhận công nhận cái điều này hay là tôi cảm thấy là nó overrated cả chả có overrated gì ở đây cả là world class <laughs> là world class nói thẳng luôn ok là world class và lúc đấy có một bạn ấy bạn ấy đã comment đúng không và tôi đã chia sẻ với các bạn rồi lúc nãy có một bạn bạn ấy comment bạn bảo ấy là là sao là hả hmm. nhưng mà nếu như mà không có david hay ở ấy anh hiếu ạ à, thì mu à, đã không được top 3 rồi ok Tôi hoàn toàn đồng tình với các bạn <laughs> Những bạn nào ấy mà đưa ra cái nhận định đấy Tôi hoàn toàn đồng tình với các bạn Nếu như mà không có David De Gea ấy Chúng ta được top 3 rồi Nhưng mà tôi đặt lại câu hỏi ấy, Điều gì khiến cho các bạn cảm thấy ấy, Là Nếu như mà có một cầu thủ bốn khác Chất lượng mà thay thế David De Gea MU không được top 1 vì sao chúng ta lại ok với cái việc top 3? Cho tôi hỏi ấy, Vì sao chúng ta lại ok với cái việc ấy? Ôi mình được top 4, mình được top 3 rồi Nhờ có David The Gea Tôi không hiểu vì sao chúng ta phải suy nghĩ như này Vì sao chúng ta không nghĩ là bể... hmm, Ok rồi, mùa giải sau Tất nhiên mùa giải này nó đã diễn ra rồi mà Thì ok, chúng ta không làm gì được nữa Nhưng mà cho tôi hỏi ấy, Vì sao mùa giải sau ấy chúng ta không để nghĩ là hmm, Bây giờ có David The Gea mình được top 3 thì vì sao mình không nghĩ là Thế bây giờ mình đổi David Hay ở đi Mình sẽ được top 1 hoặc top 2 Top 2 là ít nhất đấy Top 2 ấy là cạnh tranh đua, cạnh tranh vô địch Top 3 là chả cạnh tranh quá ấy. Cho tôi hỏi vì sao Cái đó người ta gọi là Cố tình cách bảo vệ idol đó Kitsune vào đấy à, Chắc gì mình không mua được người khác hay hơn Nghĩa phan cũng thế Đúng Tôi đang cảm thấy là sao nhỉ Nó như, nó đơn giản là như thế này thôi Nó như kiểu ấy là bạn hình dung ấy là bạn đang làm một cái công việc mà nó ok được và bạn là một người không thích rủi ro cao thì bạn sẽ bảo là tôi thấy là cái công việc này tôi làm 15 năm nay rồi tôi thấy là công việc này công việc ok và tôi cảm thấy là tôi hài lòng với cái kết quả cũng như là cái mức lương tôi nhận sao bạn không đặt cái câu hỏi ấy là ngoài kia có những công việc ấy mà trả cho bạn lương cao hơn rất nhiều Bạn hưởng được một cái sự lương bổng Và chế độ nó tốt hơn rất nhiều Và công việc của bạn là bạn không cần phải làm 15 tiếng một ngày Bạn chỉ cần làm 8 tiếng một ngày thôi Vì sao bạn không tự đặt câu hỏi đấy và đi tìm những cái công việc đấy Mà bạn cứ ok với công việc hiện tại vậy? bạn <laughs> Chát Hỏi đấy Ai trả lời rồi Đây tôi đọc một số comment này À uh, Woody bảo là theo tôi, goalkeeper là vị trí quan trọng nhất trên sân. Ok rồi, cũng không trả lời câu hỏi lắm đâu. Giờ chỉ cần chủ động tìm thôi, thiếu gì thủ môn hiện tại hơn David De Gea ở đâu, giá mềm giá cao có mà đầy. Kitsune bảo thế đúng không? Đơn giản là vì á, uh, if it ain't broke, don't fix it. Huy Trần bảo thế. Nhưng mà it's broken, Huy Trần ạ. It's broken. Cái broken ở đây ấy là chúng ta không đạt được vị trí số 1. <laughs> Cái không broken ở đây ấy là chúng ta đạt được top 4. Ok, cái đấy tôi không phủ nhận. Tại cái này ấy, tôi đã react rồi. Nhưng mà tôi đã bảo rồi, nếu bạn ấy ok với đội bóng mình ấy, top 4 top 3. Ok, giữ David de đi. mà nếu như mùa giải sau ấy, các bạn muốn mình bắt đầu cạnh tranh EPL ấy và có một một cái gì, một cái khả năng đi sâu vào Champions League ấy, thì tôi nghĩ là cần phải thay đổi thủ môn. <laughs> tôi nghĩ là cần phải thay đổi thủ môn có thể là mùa giải sau thay đổi thủ môn à mình văng luôn khỏi top 4 có thể không có một cái gì đảm bảo ở đây cả nhưng mà đối với tôi ấy, cái việc thay đổi thủ môn và tìm được đúng thủ môn theo cái lý cái, cái triết lý bóng đá của Eric Ten Hag ấy nó sẽ giúp Man United ấy về lâu về dài ấy cạnh tranh được và làm sao và có thể và làm sao có thể cạnh tranh được EPL cũng như là C1 về lâu về dài tôi tôi đã không hình dung ra được ấy với David De Gea ở trong vòng 3 4 năm tới mình có thể cạnh tranh được EPL. Tôi không hình dung ra được ấy là với David De Gea ở ấy trong vòng 3 4 năm tới mình có thể 2 3 năm tới đi cũng được, mình có thể cạnh tranh được C1. Tôi không Tại vì sao? Tại vì à, càng về về khi mà càng về cuối mùa giải pressure càng cao, tôi đã chia sẻ rồi khi mà bạn đi càng sâu ở trong C1 đúng không là làm sao khi bạn đi càng sâu trong C1 đấy bạn sẽ gặp những cái đối thủ đối thủ ấy nó trên cửa mình nó mạnh hơn mình mình không áp đảo bóng được nó press mình nó press mình ra bã luôn gặp những Man City Bayern kể cả PSG nó trên cửa mình Liverpool nó trên cửa mình Arsenal bây giờ nó trên cửa mình tất cả những cầu thủ này này nó trên cửa mình và nó sẽ press cho mình ra bã mà khi mà nó press cho mình giá bã ấy Thì sao Khi mà nó press mình cho bã, giá bã Bạn tin tưởng David De Gea Có thể làm sao Có thể xử lý bóng tốt được không Tôi không nghĩ là David De Gea có thể tiến bộ được kịp Tôi tin ấy là David De Gea có thể tiến bộ được Nhưng mà tôi không tin ấy là David De Gea có thể tiến bộ kịp Tại vì nó in sâu vào bản chất rồi Cái lối đá rồi Có thể tiến bộ thôi nhưng mà có kịp không Có đủ không Cái này là cái vấn đề và cái mà tôi nghĩ ở đây ấy, là không đủ, không kịp. Sao chúng ta không hướng tới những cái thủ môn khác ngoài kia đầy tên các bạn đang viết ra đấy, David Raya của Brentford, Diego Costa của Benfica đúng không? hay là của cái đội nào? tôi quên bánh tên rồi. đây là những cái thủ môn hiện tại ấy, mà stats ấy, rất nhiều kênh kể cả The United Stand phân tích là những cái stats khả năng shot stopping không tồi một chút nào cả. nhưng mà cái khả năng chơi bóng bằng chân à thì nó một cái level thì thôi rồi luôn nó hơn hẳn David De Gea tại vì sao tại vì ông David De Gea bây giờ à cái khả năng shot stopping của ông ấy à thực sự là đáng thất vọng à, nhìn này nhìn cái stat cuối cùng đi đầu stream tôi đã chia sẻ với những cái stat rồi nhìn cái stat cuối cùng đi số lần bạn đoạt lại được bóng nhờ việc bạn lao ra và làm sao và quét bóng như sweeper keeper 0,3 lần cho một trận đấu 90 phút. Có nghĩa là ba trận đấu ở EPL ông David De Gea mới lao ra và quét bóng được một lần. Xếp thứ 20 bét bảng của tất cả các thủ môn EPL so với thủ môn của Brentford, thủ môn của Nottingham Forest cũng thua, thủ môn của Newcastle thua, thủ môn của Everton cũng thua Thủ môn của Bournemouth cũng thua Về cái stat này Khả năng lao ra khỏi vùng cấm để quét bóng Xếp thứ 20 Ngay trên đầu tôi này, số 20 đây này Xếp thứ 20 của cả EPL <laughs> Có cái stat ngay trên đây nữa Số lần chạm bóng trong một trận 36 lần Xếp thứ 18 Một cái EPL có 20 đội bóng Xếp thứ 18 Thì nghĩ làm sao mà mình vô địch EPL Làm sao mà mình vô địch Champions League được Với cái ông này Tôi đã bảo rồi Tôi đã nói rồi Tôi rất phũ Nhưng mà tôi có góc nhìn rất là rõ ràng Và tôi muốn trao cơ hội cho The Gea Ở mùa giải này để chứng minh nhưng mà đây chúng ta lại lặp lại một vòng tuần hoàn Chúng ta lại quay trở lại cái chủ đề này Đầu mùa giải Các bạn search đi Những bạn nào mới trên kênh ấy Các bạn search lại đi Tôi thề luôn như là một lời tiên tri luôn 10 tháng Hôm hôm trước sau cái trận đấu đấy tôi xem lại cái video đấy của tôi 10 tháng trước 10 months ago ở trên Youtube Bạn search nhá Việt Devils David De Gea không phù hợp với MU Hiếu CK Ray Bạn lên Youtube bạn search cho tôi cái video đấy có một cái video đấy dài khoảng 10 phút Bạn nghe cho tôi đi Bỏ qua cái đoạn tôi nói về Marcus Rashford Tại vì đoạn đấy sai lè <laughs> Nhưng mà ngoài cái đoạn Rashford ra ấy Bạn nghe cả cái 10 phút đấy tôi phân tích về David De Gea Và tôi chia sẻ là vì sao ông De Gea Ông ấy không phù hợp một chút nào với lối đá của Man United Và Eric Sennac khi mà đến mùa ấy Cần phải bỏ De Gea ngay lập tức Và đôn Dean Henderson lên Đúng không? Tôi đã chia sẻ cái đấy ngay từ đầu mùa giải trước khi quả bóng lăn rồi Mười tháng sau đây, chúng ta ngồi với nhau Và chúng ta bị loại khỏi cúp C2 Ở tứ kết Bởi hai lỗi của David De Gea Những cái lúc mà quan trọng nhất, những cái lúc mà sức ép cao nhất Thì làm sao? Thì anh ta không thể hiện được Và cái điểm yếu của De Gea bị lộ diện Kitsune bảo thậm chí nhiều trường hợp chưa cần đều đến khả năng chơi chân, khả năng phải có của một thủ môn truyền thống hàng đầu thì De Gea cũng không có cơ thò chơi chân không hay nhưng kỹ năng thủ môn nó hàng đầu thế thì Kitsune cần phải nói rõ ràng hơn cái kỹ năng của một thủ môn truyền thống mà De Gea không có là gì hiện tại tôi không biết là cái gì cả tôi không biết là cái gì cả maybe ấy, tôi nghĩ ra được một cái ấy, là bóng bổng lao vào ấy khi mà đá phạt góc ấy thì cần phải lao ra nhưng mà tại thân hình của De Gea rất là mỏng cho nên không dám lao ra không dám nhảy lên và phá bóng thường là chúng ta thấy đập đề hay là không không làm được cái điều đấy thì có thể cái này là cái kỹ năng mà Kitsune đang nhắc đến đúng không Con, um, còn ở uh, đấy thì nói chung ấy là đơn giản là khả năng ra vào chống bóng bổng khép góc đổ người đề hay tệ lắm nè 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 đang quy chụp Kitsune có vẻ như là đang đang hơi gọi là có gọi là ác cảm với uh, với uh, với David Hay. Tôi không đồng tình. Tôi đồng tình này. Bạn liệt kê ra này, bóng bổng tôi đồng tình. Khép góc tôi không đồng tình. David De Gea có kỹ năng khép góc rất tốt. Nếu các bạn để ý, trước đây tôi đã từng phân tích rồi, cách đây lâu lắm rồi mà. Nhưng mà De Gea khép góc ấy không bao giờ ấy là sao? Không bao giờ ấy là để háng bị lộ để có thể bị sỏ háng cả. Luôn luôn dùng một chân ấy là để co lại như này này, thay vì banh hai chân này ra, mọi người hiểu không? Bánh hai chân này ra ấy, rất nhiều thủ môn chạy ra như này, banh hai chân này ra Nhưng mà sao? Nhưng mà dùng một chân để co lại ấy, như là một cái tư thế quỳ ấy Để không bao giờ bị lọt háng, rất ít khi bạn thấy The Hale bị sỏ háng Cái khả năng khép góc của The Hale không phải là tệ, không phải là tệ Đổ người, đổ người là sao? Đổ người là phản xạ và đổ xuống à? Làm sao mà bảo đấy? Nhưng mà vấn đề ấy, David The Hale không làm như thế Tại vì cái khả năng chặn bóng bằng chân rất là giỏi ấy cái khả năng chặn bóng bằng chân của David De Gea và shot stopping bằng chân rất giỏi nên không cần phải đổ người. Nhiều thủ môn muốn cái khả năng chặn bóng bằng chân như De Gea mà không làm được. Cho mình phải mình phải phân tích một cách công bằng và công tâm. Tôi không đồng tình với tất cả những gì Kitsune nói, tôi đồng tình với cái khả năng bóng bổng ấy. Cái khả năng bóng bổng thì thực sự là rất là tốt. Cái đấy thì cái này cái này tôi đồng tình. Ok, anh à, nhầm rất là tệ, tôi xin lỗi. Cái này cái đồng tình.